Xin chào các bạn, chào các bạn trên YouTube Truck Simulator. Mình là đây. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn một chiếc xe rất là ok. Và từng bằng Lego rất là ok. Thì đây, mình sẽ cho các bạn này. Đây, một chiếc xe Ford LTL 9 Million. Xe này á, là một chiếc xe đầu kéo mà rất là ok. Thì gì đây, đây là một cái động cơ trong đó, vâng. Ok phải không? Vậy đó. Nhưng mà có đầu kéo, móc kéo ở đây này mà mình không sao, nhưng mà mình có một cái đầu kéo đây. Đây này, đó đây đó, xe này rất là ok. Đây đó, đây, kéo này. Để mình sẽ cho các bạn xem một cái đầu kéo. Đây mình đây, thì đây là một cái đầu kéo của xe Ford LTL 990. Để mình vô Nine thousand. Đó, xem nào. Đầu kéo này của là Ford LTL 9000. Đó, rất là ok. Vẫn ok. Cái này là một cái đầu, là cái chân để dựng cái này lại để cho xe tải đi. Khi mà làm việc xong á, khi mà về nhà rồi tới sáng rồi nó làm việc tiếp, thì là nó mất cái đầu này. Ngay xong cái này á, cái người công trình á, nó sẽ đưa cái này xuống, gấp lên á, là xe này chạy được. Đó, ok đấy. Thì đây á, là sản phẩm mà mình tự chế ra, sản phẩm tự chế ra một chiếc xe này. Đó, thấy không? Đó, rất là ok luôn. Đấy, đấy, xe này rất là ok. Wow, hôm nay mình sẽ review cho các bạn một chiếc xe này rồi. Nếu mà các bạn muốn cái mình review cái gì á, hãy comment, hãy bình luận dưới cho mình biết nha. Và thích video này á, và thích video này đừng đăng ký kênh của mình, đừng đăng ký kênh và bấm like cho mình và comment, bấm like rồi để có một cái bấm đăng ký kênh lên cho mình. Rồi khi mà có ai bấm kêu mình review cái gì đấy, hoặc là làm một cái trò chơi hay là gì đấy, và hay là làm game là gì, thì bình luận dưới cho mình biết ạ. Và video này mình sẽ đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn, video này là Truck Simulator. Chúng ta sẽ gặp nào. Cảm ơn các bạn. Bye bye.